Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không, xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 26 tháng 2 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Rồng Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sau khi đăng tải video ngày 24 tháng 2, xuất hiện một bệnh nhân tham gia quét dọn vệ sinh khu vực phòng khám. Sáng nay đã có nhiều bệnh nhân tham gia tự nguyện vệ sinh quét dọn lau chùi khu vực các phòng tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Thành Võ cảm thấy các bệnh nhân thể hiện một hành động bác ái, cử chỉ đẹp, tạo mối thân thiện giữa các thầy và bệnh nhân trở nên khăng khít. Thành Võ thay mặt các thầy và cộng đồng mạng rất biết ơn các bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám. Hầu hết ai ai cũng bày tỏ tấm chân tình với phòng khám. Sáng nay, công trình thi công lợp tôn mái che sân trước đã hoàn thành, rất khang trang thoáng mát. Hiện nhà thầu đang thi công mái che đường vào khu vệ sinh. Công trình diện tích khoảng 150 mét vuông, mái tôn khung sắt cũng theo quy cách nhà tiền chế. Công trình do gia đình cô Lượng Phạm tài trợ. Thành Võ thay mặt các thầy cảm ơn tấm lòng bác ái của gia đình cô Lượng Phạm. Bệnh nhân cũng rất biết ơn gia đình cô Lượng Phạm mỗi khi bước qua nơi này. Hôm nay, gia đình cô Lê Lan hỗ trợ bánh mì ăn sáng cho các thầy, cộng sự của phòng khám và Thành Võ cũng được một phần ăn sáng thật là ấm áp. Cảm ơn cô Lê Lan. Ngoài ra, cô Lê Lan cũng hỗ trợ phần ăn trưa cho các thầy và cộng sự tại phòng khám. Thành Võ rất trân trọng tấm lòng bác ái của gia đình cô Lê Lan và mong Chúa ban hồng ân cho các thành viên trong gia đình của cô Lê Lan được bình an và làm ăn phát tài trong năm 2024 này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sáng nay bệnh nhân cũng đến khá đông tại phòng thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy để đợi chờ tư vấn bệnh nhân và xem kết quả của các bệnh nhân sau 2 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám. Theo nhận định của thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nhận xét các bệnh nhân đã thoát khỏi cửa tử để trở về cuộc sống bình thường. Qua giai đoạn nguy kịch từ ác tính chuyển sang lành tính, các chỉ số đã giảm đáng kể. Sư chị cho biết họ tên và quê ở đâu không? Tôi tên là Lê Thị Thanh Vân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thưa chị, vậy thì cái bệnh của chị á, là trước khi vô đây là bệnh gì? Tôi là bị ung thư phổi hồi tháng 7 năm 2020. Tôi mổ ở bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, xong rồi là tới tháng 7 năm 2023 là nó tái phát. Thì khi tái phát đó là tôi ra là bệnh viện Ung Bướu thì người ta bảo là đi vô Sài Gòn chụp PET-CT. Đi chụp PET-CT thì ra thì nó di căn, thì người ta bảo là về lại Đà Nẵng. Tôi chưa khám lại thì bác sĩ chỉ định là phải truyền phải uống thuốc đích. Lần đầu tiên thì người ta cho tôi uống là 22 triệu là 20 ngày. Nhưng mà gia đình tôi không có khả năng, cho nên là tôi xin bác sĩ là cho tôi uống cái lụa nào mà nó vừa. Thì bác sĩ cho uống cái lụa 6 triệu. Thì tôi uống được một tháng thì bác sĩ chụp CT là nó không có, nó vẫn phát triển chứ nó không có dừng. Thì bác sĩ cho gấp đôi số liệu lên, thì cho gấp đôi số liệu lên, tôi uống được nửa tháng thì tôi thấy nó không, nó cứ như thế chứ nó không có thấy có giảm. Cái thôi tôi có một người bạn đó, họ biểu mở YouTube ra xem thì ở trong miền Nam này có Cha Tường chữa bệnh rất là hay, mở ra xem đi xem thì tôi thấy mấy cái clip của anh Phương Dũng đó, cái rồi tôi đi theo, cái rồi tôi mò mò đường tôi vào đây, tôi chữa được 3 tháng. Thì tới hôm 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 28 Tết vừa rồi đó, tôi có xin thầy Thanh là thôi cho đi khám lại thử. Thì thầy Thanh cho đi, tôi nói là thôi Tết bây giờ người ta bảo là đi lên tới chỗ đó khám là phải là tiền xe là phải hết 2 triệu 2 rồi tiền khám rồi nữa. Cái tôi tính là thôi bây giờ trừ mình về Đà Nẵng thì vé máy bay có 1 triệu. Tôi về khám cho nó đỡ đi. Cái tôi về tôi khám xong thì tôi vô thì Tết thì vé máy bay nó lên đắt quá. Cho nên tôi không có mua vé được, tôi cứ rà miết đến ngày hôm kia là tôi mới rà được vé, nó hạ xuống còn là hơn 2 triệu thì tôi mới mua.
là đi vào đây rồi tiền xe tiền đồ này là hai vợ chồng là hết 5 triệu. Cho nên là sáng đi đi đến đây là nó mệt lắm, nó rất là mệt, rồi đi xe rồi đi máy bay rồi nó ói mửa người nó mệt. Sáng nay đem cái chỉ số vô cho thầy xem thì thầy thấy là nó ổn, nhưng mà không biết vì sao là nó mệt, huyết áp nó lên cao rồi nó mệt nữa. Nên tôi cũng lo, nhưng mà thầy nói thì nãy là tôi thấy là mình cũng bớt lo một chút, tâm trạng nó bớt lo, chứ còn thấy về nó mệt thì cũng lo. Cụ thể thầy nói giảm là giảm như thế nào? Mà cái lượng máu thì nó giảm, cái chỉ số ung thư nó nói chung là nó cũng giảm. Nó giảm nhiều, nhưng mà thầy bảo là còn phải duy trì để chữa, chứ không phải là như thấy ổn rồi là bỏ là không được. Rồi trong thời gian bây giờ cho tới thời gian những thời gian tới này nè, cô tính dự bị tính sao? Thì tôi vẫn duy trì ở đây chữa, bây giờ mà thấy khỏe thì hết thì tôi mới về, chứ tôi không dám về nữa. Bây giờ mà cảm thấy là không còn cái giác người khỏe ăn được thì tôi mới về. Còn mấy ngày này là ăn không được, từ hôm tới tới giờ là ăn ít lắm. Thì được cái kết quả ngày hôm nay á, cô có thể chia sẻ gì cho bệnh nhân còn lại không vậy? Trời mừng quá, nếu mà bệnh nhân thì cứ dùng theo pháp đồ của cha đúng y như đó thì tôi thấy là tốt lắm, rất là tốt. Như tôi là tôi dùng y có về nhà rồi, tuy là mặc dầu không có nước nhưng mà tôi vẫn ra thiêu thị mua nước 9.5 của thiêu thị. Tôi về tôi làm tôi uống cũng thuốc y, những cái ngày tôi về tôi cũng làm y pháp đồ như đứa đó. Nhưng mà về là bị thời tiết ở ngoài Quảng Nam nó mưa, nó lạnh bất thường cho nên người nó cũng khó chịu. Nó rất là khó chịu, trong đi vào, cứ trong đi vào cha thôi chứ còn để chữa. Thì là thôi, ở bây giờ mà thấy trơn rồi lành khỏe mới về. Cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn các thầy. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cô có thể giới thiệu họ tên với mình từ đâu đến cô? Nguyễn Thị Quýt, ở Long Sơn, Ô Răng. Dạ. Cô có thể kể cho con nghe là bắt đầu cô phát hiện bệnh triệu chứng ra làm sao? Rồi mình đi điều trị ở đâu và ở bên Tây Y người ta họ bệnh viện á, người ta họ kêu mình làm gì? Tiểu ra máu rồi nói bệnh viện Bình Dân nhé. Để lên nó nói sao? Nói là bị khối u thận. Rồi nó kêu trị sao? Giờ trị cắt thận bỏ. Rồi với là mổ bằng quang. Rồi cô làm sao? Cô có tính mổ gì không? Giờ kêu cắt bằng quang rồi không cắt rồi trả về. Là mổ nội soi là 8 lần. Mổ thận cắt bằng quang đó là 1 lần là 9 lần. Rồi có kết quả hiệu quả gì không cô? Bây giờ nói là cắt bằng quang đó rồi không chịu cắt rồi đi về. Dạ. Có tốn tiền lắm không cô? Tốn tiền dữ lắm. Bây giờ cô có thể kể hoàn cảnh kinh tế của cô làm sao? Bây giờ là sống với ai? Giờ rồi. Sống với thằng con thứ bảy. Rồi tiền đâu trị bệnh? Rồi phải cũng chạy chữa, đặng kiếm tiền, đặng ví dụ đi như chạy sao á? Đi mượn. Mượn hả? Dạ, đi mượn. Ai cho mượn? Đi mượn của mấy đứa nào đã đỡ thì mượn, rồi về rồi thằng con nó đi mần rồi nó trả. Rồi bây giờ mượn nhiều chưa? Mượn cũng nhiều lắm rồi. Bao nhiêu rồi? Vài tỷ chưa? Lần đầu tiên là mổ cắt thận là 40, rồi sau này là 30, 25, là 25 là nhiều, rồi sau 20. Rồi. Dạ. Rồi đến thời điểm này sao vậy? Tới thời điểm này là nhập viện cái mổ đóng 20 nữa là chạy về luôn, không có mổ. Sao chạy về vậy? Bởi vì nói cắt bằng quang rồi để mang bọc đó, rồi sợ. Ừ. Dạ. Với hết tiền luôn phải không? Dạ. Rồi về đây rồi nãy giờ thầy Thanh tư vấn rồi điều kiện trị bệnh ở đây thấy được không? Thấy sao? Có nơi vô đây trị bệnh không? Mới vô đây thì cũng tính vô là
cho hết bệnh vậy. Có tin tưởng gì ở đây không? Dạ tin mới lại tới đây. Dạ dạ. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.